Ok, chào các bạn, mình là Neko và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một trick được yêu cầu nhiều nhất vào ngày hôm qua, đó chính là hentai trick hay còn gọi là mông trick. Thì mình sẽ gộp hai trick này thành một vì nó na ná nhau, đã dính tới đích thì làm cái gì mà trong sáng nổi. Trước khi giới thiệu trick thì mình xin phép được nói sơ qua một chút. Đây là thằng hàng xóm của mình và nó đang đọc sách rất là say sưa. Thì để thực hiện trick này thì các bạn cũng cần có một thằng tựa tựa kiểu thế. Đầu tiên các bạn sẽ cầm bút như thế này. Cầm như thế này, bốn ngón tay sẽ nắm lại và nắm cả bàn tay lại thật là chắc chắn. À, phải lưu ý là cái phần phần đuôi này này nó hơi dài hơn cái phần mà các bạn cầm. Nó phải hơi dài hơn. Sau đó các bạn sẽ di chuyển về phía mông của đối phương và các bạn sẽ